Tối 26 tháng 7 năm 2020, Bộ Y tế đã thông tin về bệnh nhân COVID-19 thứ 420 của Việt Nam là một bệnh nhân nữ, 71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trước khi được phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân đã có hành trình như sau. Từ 21 tháng 6 đến 8 tháng 7, thăm con ở một chung cư thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 8 tháng 7, bệnh nhân về lại Đà Nẵng, sống cùng chồng, con trai và con dâu. Vài ngày trước khi có dấu hiệu sốt, bệnh nhân cùng chồng đến chợ đầu mối mua sắm. Ngày 12 tháng 7, bệnh nhân có dấu hiệu sốt, đau ngực. Trong thời gian này, bệnh nhân có đến nhà em trai ruột tại đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 7, chồng bệnh nhân đến mua thuốc tại một nhà thuốc trên đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Sau khi dùng thuốc 5 ngày không giảm triệu chứng, ngày 21 tháng 7, bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh Bệnh viện C, sau đó xin về nhà. Lúc này có 3 người nhà ở Quảng Nam ra thăm. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân vào lại Bệnh viện C. Từ đó đến nay, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện C và kết quả xét nghiệm tại Đà Nẵng và Nha Trang đều dương tính với COVID-19. Tối 26 tháng 7, Bộ Y tế ra thông báo khẩn đề nghị những người đã đến các địa điểm Bệnh viện C Đà Nẵng từ ngày 20 đến 22 tháng 7. Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ngày 18 tháng 7 tại phòng 506 khoa nội hô hấp và ngày 23 tháng 7 tại phòng hồi sức tích cực. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 và từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 tại căng tin bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện và phòng 401 khu B. Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường, chuyến 3 giờ ngày 17 tháng 7 từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi, chuyến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 7 từ thành phố Quảng Ngãi đi thành phố Đà Nẵng đến bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6 giờ 30 sáng. Những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21 tháng 7, số hiệu SE7 từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi. Chợ đầu mối Hòa Cường, 65 Lê Nổ, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng vào buổi sáng các ngày từ 8 đến 12 tháng 7. Quán Bún Cô Nở, đường Nguyễn Thụy, Quảng Ngãi vào buổi sáng ngày 18 tháng 7. Dự Tân Gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 19 tháng 7. Nhà Văn hóa Lao động, đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi, từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 23 tháng 7. Đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng 1900-988-975, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng và 0914-021-022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.